Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chị có về một bộ ghế nghi với là một bộ tranh tứ quý rất là đẹp nữa chú chị mình ha. Với đồ gốm đồ đồng, đây là mã số 1B đầu tiên, đó chính là một bộ tách trà đó, gồm có là một bình 6 ly đó, nguyên một bộ như vậy rất là đẹp cho chú chị mình ha, liền lạc hết trơn luôn đó, nguyên si là lặn, giá là 700.000 bao ship toàn quốc cho chú chị mình luôn. Nguyên một bộ mã số 2, đường kính bộ này là 3 tấc, đường kính dĩa này là 1 tấc 3, ly này thì 7 phân, cao là 7 phân. Đó, một bộ ly 6, 5 ly một bình. Bộ này thì giá là em giao lưu của chú chị mình luôn, giá là 1 triệu bao ship toàn quốc cho chú chị mình luôn nha. Mã số 3, đường kính 2 tấc, 10 cái dĩa, 5 bộ, đó, hàng lấy thiêu. Đó, 10 cái này thì giá là 500 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Mã số 4, đó chính là một cái cân inox đó, nguyên si là lặn bao đẹp cho anh chị mình luôn nha. Đó, một cây như vậy đó, trọng lượng nặng cân của nó là được khoảng 100kg nha cô chú anh chị mình ha. Cân này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, giá em giao lưu của chú anh chị mình luôn, giá là 800 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Mã số 5, đó chính là một cái cao là 45, đường kính bầu 1 tấc 4, chân đồng, bầu là pha lê xanh, bao đẹp cho anh chị mình luôn, tim khói đầy đủ, tim ống khói đầy đủ nha. Cây này thì em giao lưu là 1,5 triệu bao ship toàn quốc, bao vệ sinh sạch sẽ lại luôn nha. Đó, mã số 6, đó chính là một cây đèn đồng, chiều cao là 5 tấc, tim ống khói đầy đủ luôn. Chân này thì nó có chấm gì một hai dấu nha, bao đánh bóng, giá là 1,3 triệu bao ship bao đánh bóng toàn quốc của chú chị mình luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0939806464, là số Zalo và Facebook. Mã số 6, một cái đèn gốm sứ. Mã số 7 nha, đó, bầu là bầu gốm sứ, tim ống khói đầy đủ. Đó, đây cái này nó dính dơ nha chú chị mình ha, bụi thời gian. Cây này thì em giao lưu với chú anh chị mình luôn, giá cũng là 1,3 triệu bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Mã số 8, đó chính là một cái đèn mang sông hiệu Solar. Đó, tim ống khói đầy đủ, bao lên lửa hết lời luôn nha quý anh chị mình ha. Đó, giá là 1,600,000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Mã số 9, đó chính là một cái tré nam bộ. À, hàng lái thiêu, chiều cao 65, đường kính miệng 2,5 tấc, hoành bụng lớn nhất này của nó luôn là 130. Đó, đây những cái quai này thì sức một cái nha, còn bao nhiêu là lành lặn hết, cái miệng này làm lại thân thì lành. Ché này thì giá là 2,5 triệu bao phí ship toàn quốc, chuẩn đồ xưa, bao đẹp cho chị mình luôn. Mã số 10, đó chính là một cặp bình dễ tay. Đó, chiều cao của nó luôn á là 53, đường kính miệng là 1,9 tấc, hoành bụng lớn nhất của nó luôn là 82. Đó, cặp này thì mã số 10 em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, giá là 3,5 triệu bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha, một cặp. Mã số 11, đó chính là một cặp bình chim chỉ qua mẫu đơn, cao 65, đường kính miệng 1,8 tấc, hoành bụng là 1 mét. Đó, qua văn qua tiết dẻ tay 3,5 triệu luôn, bao ship toàn quốc cho chú chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đó, mã số 12, đó, tam đa phúc lộc thọ, đây qua văn qua tiết dẻ tay tàu xưa, chiều cao là 43, đường kính miệng 1,4 tấc, hoành bụng lớn nhất này của nó luôn là 68. Đó, mã số 12, đó, rất là đẹp nha anh chị mình ha, liền lạc lành lặn hết. Cặp này thì em giao lưu là 3,4 triệu bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha, 3,4 triệu. Mã số 13, chanh sơn thủy dẻ tay, chanh sơn dầu dẻ tay, chiều cao 50, bề ngang 60, 50 x 60. Đồ này thì em bao trên 30 năm, dưới 30 năm tặng của chú chị mình làm kỷ niệm nha. Mã số 13, bức này là giá 2 triệu bao ship toàn quốc chú chị mình luôn. Mã số 14, đó cũng là sơn dầu dẻ tay, cao là
45 nhân 55 là 45 ngang 55 là tranh sơn dầu giá tay logo chữ ký đầy đủ mã số 14. Bức này là giá 1.800.000 bao ship toàn quốc trên thị mình luôn. Mã số 15, chiều cao là 73, dài 1m2, sơn thủy vẽ tay. Đó, đá dày 5 ly. Bức này thì em giao lưu là 3 triệu, còn một bức duy nhất nha, bao ship toàn quốc, sơn thủy vẽ tay 3 triệu. Mã số 16, chiều cao 45, dài là 85, sơn thủy vẽ tay luôn. Đó, chanh đá dày 5 ly. Đó, bức này thì em giao lưu là 2 triệu, bao ship toàn quốc trong tiệm mình luôn. Mã số 17, chiều cao 45, dài là 85. Đó, sơn thủy vẽ tay luôn nha. Bức này thì em giao lưu cho cô chú anh chị mình luôn, giá cũng là 2 triệu. Bao phí ship của chú anh chị mình luôn là 1.000 cây toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, mã số 18, đó chính là một cái ghế nghi thờ. Chiều sâu vô của nó luôn là 50. Đó, bề ngang của nó luôn là 90. Chiều cao á là 90, ốc á thì bao đẹp của anh chị mình luôn, chuẩn đồ xưa, gõ đen. Đó, ghế nghi thờ. Đó, bao xưa cho của chú anh chị mình luôn nha, rất là nặng luôn, không có bị mối mọt gì hết. Đó, ghế nghi thờ này thì em giao lưu cho của chú anh chị mình luôn, giá là 21 triệu, bao phí ship toàn quốc cho của chú anh chị mình luôn nha, không kể lời lỗ ngày hôm nay. Mã số 12, 19. Đó chính là một bộ tranh đá, chiều cao là 1m2, 4 tấm nhập lại là 1m5. Đó, 4 tấm nhập lại là 1m5 nha. Tứ đại mỹ nhân, đó, cầm kỳ thi họa. Đó, tranh đá tàu xưa, một bộ như vậy, 4 tấm em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn khắp mọi miền đất nước. Giá ưu đãi đặc biệt ngày hôm nay, 4.500.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mà luôn nha. Tại vì còn có một bộ duy nhất thôi. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các anh chị mình trong thời gian qua đồng hồ sốt Thanh Triệu rất nhiều. Anh chị xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.